quay trở lại với kênh An Thái Auto. Chúc mọi người một ngày mới thật là tốt lành. Video ngày hôm nay em muốn gửi tới mọi người đó chính là sản phẩm của hãng Hyundai đã được lên top của nhiều mặt báo lớn trong ngày 30 tháng 3 năm 2020. Đó chính là Genesis G80 2021. Thương hiệu hạng sang của Hyundai giới thiệu mẫu sedan cỡ trung G80 năm 2021 vào ngày 30 tháng 3 năm 2020. So với bản hiện hành G80 mới thiết kế thể thao, phần đầu xe thiết kế lưới tản nhiệt lớn được đặt trên khe hút gió rộng. Hai bên là đèn pha hình tứ giác xếp tầng. Hình dáng này lặp lại bên hông bởi hai khe gió và cụm đèn hậu. Nhìn tổng thể, mui xe dài và một đường drop light năng động chạy từ đèn pha đến đèn hậu. Đường mạ chrome tương phản với thân xe. Thay đổi lớn nhất trên mẫu G80 2021 là kiểu dáng capo 4 cửa, kiểu thiết kế gợi nhớ tới Audi A7. Các điểm nổi bật trên mẫu thiết kế 2021 là bộ mâm hầm hố lên đến 21 inch, hệ thống ống xả kép với các chi tiết hoàn thiện, giống lưới tản nhiệt. Với chiều dài tổng thể của xe là 4.995mm, rộng 1.925mm, cao 1.450mm. So với người tiền nhiệm G80 năm 2021 dài hơn 5mm, rộng hơn 36mm, thấp hơn 15mm, chiều dài cơ sở giữ nguyên 3.010mm. Nội thất của G80 2021 sử dụng vật liệu cao cấp, thiết kế hợp thời hơn, bổ sung nhiều công nghệ tiên tiến. Bảng đồng hồ màn hình kỹ thuật số 12,3 inch với công nghệ 3D không kính thừa hưởng từ mẫu SUV GV80. Điểm nhấn nằm ở màn hình trung tâm giải trí 14.5 inch, nơi mà Genesis gọi là bộ điều khiển thông tin giải trí chạm và ghi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Vô lăng thiết kế độc đáo 4 chấu, màn hình kính lái HUD, bảng điều khiển ốp gỗ, thiết kế các lỗ mở cho cửa gió điều hòa và kết hợp bọc da. Phía dưới là bảng điều chỉnh điều hòa hai vùng cho hàng ghế trước. Khu vực điều chỉnh cần số ốp gỗ quý, cần số truyền thống chuyển sang dạng núm xoay như GV80 kết hợp với những điểm nhấn bằng kim loại. Genesis hạ thấp chiều cao của hàng ghế thứ hai xuống tối đa hóa kích thước trong xe, mang lại cảm giác rộng rãi, thoải mái. Khoảng cách từ đầu người tới chân xe và khoang để chân rộng rãi hơn. Cột A và gương hậu ngoài thiết kế mảnh hơn giúp cải thiện tầm nhìn, giúp tạo cảm giác rộng rãi cho cabin xe. G80 thế hệ thứ 3 lắp đặt hệ thống dẫn động cầu sau độc quyền từ người anh em GV80. Trong khi đó, khung gầm sử dụng 19% là nhôm nên nhẹ hơn 110kg so với đàn anh. Hãng Hyundai cho biết G80-2021 thiết kế giúp cách âm tốt hơn. Hệ thống treo điều khiển điện tử với công nghệ nhận diện đường đi nhờ gắn một camera phía trước. Hệ thống sẽ tự động điều chỉnh giảm sóc để đảm bảo êm ái và thoải mái cho người ngồi trên xe. Genesis G80 năm 2021 được trang bị động cơ 4 xi lanh, dung tích 2,5 lít tăng áp, công suất 300 mã lực, mô men xoắn cực đại là 421. Động cơ V6 cỗ máy 3.5, công suất là 375 mã lực, mô men xoắn là 530. Ở một số thị trường, hãng cũng cho biết sẽ có thêm động cơ 2,2 lít, công suất 207 mã lực, mô men xoắn là 441, tùy chọn dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh. Về tính năng an toàn của xe, tính năng an toàn mới với hệ thống Highway Driving Assistant 2 bản nâng cấp kiểm soát khả năng lái, tăng tốc và phanh của xe để duy trì tốc độ cho người lái, đồng thời giữ xe tập trung ở làn đường hiện tại và giữ khoảng cách an toàn giữa các xe. Ngoài ra, xe cũng có hệ thống kiểm soát hành trình thông minh với công nghệ sao chép thói quen của người lái, cùng với các công nghệ an toàn khác như hỗ trợ tránh va chạm phía trước, phát hiện người đi bộ, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, v.v. Trợ lý người lái thông minh, từ xa, ghế an toàn chủ động. Xe có 10 túi khí và xe sẽ chính thức được cho ra mắt vào quý 4 của năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu tìm hiểu về dòng sản phẩm này thì anh em hãy chờ đón đến quý 4 của năm 2020 để cùng đến các showroom đại lý của Hyundai cầm và trải nghiệm trên dòng xe này.
Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.